ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh một cặp loa mini thuộc phân khúc loa toàn giải của hãng JVC. Cặp này có tên mã rút gọn là P55. JVC với Victor là một đề. Các bác vừa được nghe nó trình diễn ở một cái đoạn nhạc liên khúc tình yêu cuối cùng, một trong những thể loại nhạc cổ điển của thập niên 90. Và cũng chắc là cũng cảm nhận thấy là nó đánh phát nào ra phát đấy chứ không đến nỗi. Toàn giải mà đánh được như thế này là hết sức là vững chãi đấy các bác. Âm ly dùng để test thì chính là cái thớt dàn mini Sanyo đặt ở dưới đất đây. Ngày hôm nay em đưa lên bán với cái mức giá cho nó vui thôi, gọi là giá chia sẻ. Bất kể là bác nào khi mà nhìn thấy cái giá mà em niêm yết là biết là thằng Từ nó chẳng được cái gì rồi. Cho dù được cái gì hay không ấy thì em cũng vẫn cứ phải trình bày cho nó đàng hoàng. Đây là một cặp loa toàn giải với thùng loa được tạo bởi ba thứ vật liệu. Thứ nhất là gỗ, thứ hai là nhựa và thứ ba là vải. Toàn bộ phần e căng phía trước nó không cho phép tháo ra. Khi mà nhìn vào đây ý, thì ai cũng bảo đây là loa hai đường tiếng. Và hãng nó cũng bảo thế, nhưng em bảo không phải. Lý do là như thế này. Ở trong mỗi một thùng thì nó bao gồm một cái củ toàn giải kích cỡ 10 cm mang giấy gân lụa và một cái check thạch anh nằm ở bên trên này. Các bác biết rồi, check thạch anh là một trong những cái thứ check mà em cũng đã phải giải thích đến sùi cả bọt mép ra rất nhiều lần. Đó là dòng check nó không có côn, không có dây đồng, không có nam châm. Kết cấu của cái check thạch anh kiểu như em nói ấy, đó chính là hai cái tấm kim loại được dán sát vào nhau và nằm giữa hai cái tấm kim loại thì đó là một lớp hợp chất, người ta gọi là hợp chất thạch anh. Khi mà có dao động điện chạy qua thì là nó sẽ tạo ra cái rung động, và chính từ cái thạch anh đó nó tạo ra tiếng kêu. Nhưng mà nó dở cái điểm là không phải lúc nào nó cũng kêu, ở cái tần số nào đấy nó phù hợp thì nó mới kêu. Chính vì thế mà khi mà chúng ta ghé sát tai vào cái loa check này cũng không thấy nó kêu được, nhưng mà giật nó ra thì lại có một cái cảm giác thiếu một dải âm nào đấy. Loa thì về hình thức là còn tương đối ổn. Đây là một cặp loa zin bãi chưa sử dụng tại Việt Nam. Các bác có thể thấy là nó thiết kế theo kiểu hơi vắt chéo, nghiêng về phía sau một chút. Tại sao lại nghiêng? Là bởi vì là nó có thêm một cái chân bằng nhựa ở phía dưới này thì nó tạo ra một cái độ nghiêng
để nó phù hợp với cái thớt giàn đi theo. Loa thì thẳng thớm, không có bể vỡ gì cả. Chày vi chóc vẩy thì có, nhưng không có bể vỡ. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Hàng bãi nó về thì là nó bị cắt cụt dây loa, và em đã phải đấu hai đoạn dây loa khác vào. Đấu hai đoạn ngắn ngắn thôi ạ, không có đủ độ dài đâu. Gọi là vừa đủ để các bác đấu vào cục giảm hoặc âm ly. Và đây là thông số nó ghi phía sau này. JVC SP UXLP 55. Công suất chịu đòn là 35W. Trở kháng 6 ohm. Victor Company of Japan Limited. Made in ở chỗ đấy. Số series có đuôi 66074. Bên này nó cũng ghi y chang à. Như vậy chắc chắn đây là một cặp. Ở những cái chỗ chày vi chóc vẩy ở phía sau ấy thì em đã xử lý bằng một chút keo để cho khách yêu yên tâm mà sử dụng nhá. Dây loa thì em nối mỗi bên vào tầm khoảng 1 mét, khách yêu muốn dài hơn về tự đấu thêm he. Toàn giải mà nó dám ghi công suất chịu đòn lên đến 35W thì rõ ràng nó không phải loại yếu sinh lý rồi. Qua cái đoạn thể hiện dồn trống ở trên cái đoạn music liên khúc tình yêu, và các bác thấy phần nào là cặp này cũng là một trong những cặp toàn giải tương đối là có sức mạnh. Giờ em lại cho nó hát thêm tí nha. Khói sương hàng cây khô sầu hiu hắt đứng trong mưa. Chất âm khá là vững chãi, khi mà cái âm bass nó lên ấy hoàn toàn là không có cái chuyện bể tiếng như những cái cặp loa toàn giải mà thuộc dạng công suất nhỏ yếu sinh lý. Thế thì cái cặp này thì có thể sử dụng vào đa mục đích, còn tùy theo cái độ thông minh của cái người chủ của nó đến đâu. Tí dụ như cách chơi đơn giản nhất là các bác có một cái thớt giàn mini, đấu nó vào thế là xong. Cách một. Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng nó để bù âm trung cao cho những cái cặp loa lớn hơn, gọi là bù lời. Cách thứ ba, cách này đòi hỏi kiến thức nhiều nhất, đó là sử dụng nó làm loa tay, loa lời trong những bộ hát karaoke. Khi muốn sử dụng cái cặp này làm loa tay, loa lời thì bắt buộc là người xài nó phải biết gia giảm thêm tụ hoặc là điện trở, bởi vì tất cả những bộ karaoke nó đều có công suất tương đối lớn. Nếu mà đấu trực tiếp vào cục đẩy và âm ly thì khả năng ngõm là rất cao. Đó mới cần đòi hỏi cái người chơi cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm. Và phần trình bày của em đến đây đã xong. Tình yêu nào muốn ôm cặp này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.